Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Địch Lệ nhiệt ba lộ diện, giữ scandal phá thai, đẹp xuất sắc như nàng thơ nhưng liên tục che mặt vì lý do bất ngờ. Trước giờ livestream, Địch Lệ nhiệt ba đã chia sẻ tình trạng sức khỏe của mình trên mạng xã hội và khiến nhiều fan không khỏi lo lắng. Trang Sohu đưa tin, chiều tối ngày 13 tháng 7, Địch Lệ nhiệt ba nhận lời mời tham dự sự kiện livestream quảng bá sản phẩm cho một thương hiệu sữa. Đây là lần đầu nữ diễn viên lộ diện giữa bão scandal liên quan đến tin đồn phá thai, bí mật lấy chồng trong quá khứ, bất ngờ được chia sẻ trên các diễn đàn. Không có bất cứ bằng chứng nào được đưa ra, tuy nhiên danh tiếng của người đẹp cũng bị ảnh hưởng phần nào. Trước giờ G, nhiệt ba đã chia sẻ thông tin làm rõ vấn đề. Hóa ra, mắt bên trái của nữ diễn viên bất ngờ lên lẹo, có lẽ vì mắt trái sưng to nên cô nàng cố gắng che bằng tóc. Các fan cũng để lại nhiều bình luận lo lắng và hy vọng rằng nhiệt ba chóng khỏe, mắt không còn sưng nữa. Cùng bị lẹo ở mắt, Địch Lệ nhiệt ba bị Kenneth tố bắt chước Triệu Lệ Dĩnh, vô tình hay cố ý chiêu trò. Hình ảnh mới của Địch Lệ nhiệt ba xuất hiện trong buổi livestream bị so sánh với khoảnh khắc Triệu Lệ Dĩnh phải lấy tóc che một phần mắt phải. Vậy nhưng, hình ảnh của nhiệt ba lại bị netizen cho rằng bắt chước Triệu Lệ Dĩnh. Trong một sự kiện năm 2019, Triệu Lệ Dĩnh cũng phải dùng tóc che mắt. Đáng chú ý, mỹ nhân họ Triệu cũng bị lẹo một bên mắt. Trên mạng xã hội, netizen xứ Trung cũng đã chỉ ra điểm giống nhau của hai người. Nhiệt ba đang học theo Triệu Lệ Dĩnh. Cả hai đều xinh, có chút gì đó gượng gạo nhỉ. Trong khi đó, Trang 163 lại có nhận xét rằng điều cấm kỵ nhất của các sao nữ trong làng giải trí đó chính là có tạo hình, hành động giống hệt nhau. Mặc dù vậy, Triệu Lệ Dĩnh và nhiệt ba lại tác ra khí chất khác biệt. Trong khi nàng mỹ nhân Tân Cương, đầm thắm và thanh tú, thì người đẹp Minh Lan Truyện cũng trở nên dịu dàng, đoan trang hơn. Trong một diễn biến khác, ekip bộ phim Em là niềm kiêu hãnh của anh đã tung clip tuyên truyền cho bộ phim. Người hâm mộ xỉu lên xỉu xuống vì loạt khoảnh khắc siêu ngọt ngào, cặp đôi sở hữu visual xuất sắc nhất như showbiz hiện nay. Nhiệt ba trở nên e lệ, thẹn thùng khi đứng cạnh Dương Dương. Không chỉ vậy, cả hai còn có moment cực hot khi suýt dành nụ hôn cho nhau. Địch Lệ nhiệt ba khoe nhan sắc thiên thần giữa mưa tuyết, nhưng vẫn bị netizen chê lên phim già lắm. Một phân cảnh của Địch Lệ nhiệt ba trong Em là niềm kiêu hãnh của anh đang được lan truyền trên mạng. Ngày 12 tháng 7, nhân dịp phim Em là niềm kiêu hãnh của anh tung poster mới, cư dân mạng đã chia sẻ hết mình những khoảnh khắc tuyệt đẹp của Địch Lệ nhiệt ba dưới trời tuyết rơi, hình ảnh được cắt ra từ trailer chính thức của phim. Mỹ nữ Tân Cương được ví như một nàng tiên mùa đông vì nhan sắc rực rỡ, ngọt ngào. Và diễn Kiều Tinh Tinh, một nữ minh tinh xinh đẹp, nổi tiếng, được đánh giá là khá phù hợp với Địch Lệ nhiệt ba. Tuy vậy, khả năng nhập vai của nhiệt ba vẫn gây tranh cãi. Một số người đánh giá nhiệt ba trong ảnh thì đẹp, nhưng trên phim vẫn bị già và đơ. Bình luận của cư dân mạng: đáng yêu vậy sống sao nổi, bạn gái quốc dân Kiều Tinh Tinh ơi, hóng phim lắm đại minh tinh à. Kiều Minh Tinh đáng yêu xỉu úp xỉu đâu. Vai này là vai Minh Tinh mà ngoại hình cô này hợp trong sang với đẹp. Chỉ cần diễn xuất ổn nữa là phim cũng đáng xem đó. Cô này chụp hình thì đẹp, chứ lên phim thì không được như hình, mà mấy tấm sau già quá. Nhan sắc trong phim thì ok, nhưng nét diễn trong trailer vẫn thấy hơi giả giả. Mình nghĩ nhiệt ba nên diễn vai nam trang mạnh mẽ, giống Trường Ca Hành, diễn nét nhí nha nhí nhảnh thấy ớn quá. Nhan sắc lên phim thì nhìn đúng già luôn, như phim đóng với hoàn cảnh du, còn diễn xuất mấy bộ hiện đại không mê được. Cô này hình đẹp, trailer đẹp, nhưng lên phim thì nhìn chán kinh khủng, đôi mắt cứ lờ đờ không có hồn, phim nào cũng nghe có khả năng bạo, nhưng lên toàn flop thôi, bộ gì đóng với du côn đó, lên phim nhìn già. Hiện tại, vẫn còn quá sớm để đánh giá về khả năng thành công của Em là niềm kiêu hãnh của anh. Hãy cùng chờ xem Địch Lệ nhiệt ba và Dương Dương có thể tạo nên bộ phim tình cảm lôi cuốn hay không nhé. Em là niềm kiêu hãnh của anh được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Cố Mạng. Bộ phim xoay quanh hai nhân vật là Vu Đỗ và Kiều Tinh Tinh. Kiều Tinh Tinh là đại minh tinh nổi tiếng vạn người mê, đại diện cho một tựa game đình đám.
Tuy nhiên, cô lại âm thầm Groot Voodoo, nhân tài trong ngành hàng không, cũng là đại thần của game mà Triều Trinh làm đại diện. Để theo đuổi Voodoo, Tinh Tinh không tiếc bỏ cả hình tượng ngôi sao. Rất may, Tinh Tinh có cơ hội hợp tác với Voodoo trong một sự kiện mà game tổ chức. Chính trò chơi này là cầu nối để đưa hai con người không quen không biết đến với nhau và yêu nhau. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.